chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Mến chào, anh chị em thân yêu của tôi trong Chúa Kitô. Hãy tưởng tượng một đêm yên bình, bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên, một ánh sáng chói lọi xuyên qua màn đêm, phá vỡ sự tĩnh lặng với một âm thanh thiên đàng và một hình tượng uy nghi xuất hiện từ những đám mây. Đó là Chúa Giêsu đi cùng với một thiên thần sáng ngời, tỏa sáng trên Jerusalem. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích hay một giấc mơ hư ảo. Những nhân chứng đã khẳng định rằng một phép lạ không thể tin được đã xảy ra. Bạn đã bao giờ tự hỏi về những dấu hiệu của lần tái lâm thứ hai của Chúa Kitô chưa? Điều đó có ý nghĩa gì khi bầu trời mở ra và những sinh vật thần thánh hiện ra trước mắt chúng ta? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá hiện tượng phi thường này dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Có phải đây là sự khởi đầu của thời kỳ tận thế? Chúng ta có sắp trải qua trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác không? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá từng chi tiết của sự kiện siêu nhiên này, giải mã những dấu hiệu tiên tri và những bí mật ẩn giấu trong Kinh Thánh. Hãy chuẩn bị cho một hành trình sẽ thách thức đức tin và sự hiểu biết của bạn về những gì sắp tới. Hãy giữ chặt vì những gì bạn sắp khám phá có thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ bạn nghĩ rằng bạn biết về định mệnh của nhân loại. Hãy xem đến cuối video để hiểu được tầm quan trọng của phép lạ này và những gì nó có thể mang lại cho tương lai của chúng ta. Một phép lạ phi thường tại Jerusalem, Chúa Giêsu và một thiên thần xuất hiện trên bầu trời thánh địa, nơi những viên đá thiêng liêng chứng kiến hàng thế kỷ lịch sử và những khu chợ sầm uất với cuộc sống hàng ngày. Tin tức siêu nhiên này đang lan truyền nhanh chóng khắp Israel. Một ánh sáng huyền bí đang hạ xuống từ bầu trời, kèm theo một âm thanh khủng khiếp khiến ngay cả những người sùng đạo nhất cũng phải rùng mình. Để làm tăng thêm sự siêu thực của sự kiện, một trận động đất đồng thời làm rung chuyển nền móng của thành phố, đe dọa sự an toàn của mái vòm đá và gây hoảng loạn tại Jerusalem, thành phố kính yêu của chúng ta. Giữa một bối cảnh xung đột liên tục tại dải Gaza, nơi mà hòa bình dường như là một giấc mơ xa vời, sự xuất hiện của những hiện tượng thiên đàng này trên bầu trời Israel đã thu hút sự chú ý của các quan sát viên, nhà phân tích và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Thật thú vị và đáng lo ngại khi nhận ra rằng giữa biết bao nhiêu bất ổn, Israel đã trở thành trung tâm của một màn trình diễn thần thánh ấn tượng. Sự kiện phi thường này, nơi mà Chúa Giêsu và một thiên thần được nhìn thấy trên bầu trời, dường như trực tiếp vang vọng những lời tiên tri trong Kinh Thánh về những dấu hiệu của lần tái lâm thứ hai của Chúa Kitô. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về những thời kỳ gian truân và sự xuất hiện của những dấu hiệu lớn trên trời. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là điềm báo cho trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, sự xuất hiện của kẻ chống Chúa Kitô và sự trở lại gần kề của Đấng Cứu Thế. Người dân Jerusalem, cả tín đồ và những người hoài nghi, giờ đây đang đối mặt với một bí ẩn thiên đàng. Những con đường từng chứng kiến bước chân của các tiên tri và tông đồ nay đang sống động với những cuộc tranh luận sôi nổi và những lý thuyết khác nhau. Chúng ta sắp chứng kiến sự hoàn thành của những lời thiêng liêng được viết trong Kinh Thánh chăng? Điều chắc chắn là hiện tượng này có những tác động sâu sắc và những âm vang tâm linh không thể bỏ qua.
Trong thời kỳ bất ổn và xung đột này, dấu hiệu thiên đàng này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa. Jerusalem, trái tim tâm linh của Israel, đã trở thành sân khấu cho một sự mặc khải thần thánh, mời gọi tất cả chúng ta suy ngẫm về vai trò của mình trong câu chuyện vĩ đại của Kinh Thánh. Hãy chuẩn bị để đi sâu vào một bí ẩn vượt qua sự hiểu biết của con người. Đây là thời điểm của sự mặc khải lớn lao và sự suy ngẫm. Những gì bạn sắp khám phá có thể biến đổi niềm tin của bạn và cái nhìn của bạn về thế giới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để khám phá những bí mật thiên đàng và những thiết kế của Thiên Chúa trong những bức tường thiêng liêng của Jerusalem, một nơi thấm đẫm hàng thế kỷ cầu nguyện sôi nổi và những cuộc tranh chấp cay đắng về thánh địa. Một sự kiện chưa từng có đã khiến cư dân nơi đây kinh ngạc. Lần đầu tiên sau hơn 2 thiên niên kỷ kể từ khi Ngài chết, được chôn cất và phục sinh, có những báo cáo về việc Chúa Giê-xu và một thiên thần xuất hiện trên các con đường của Jerusalem. Đây có phải chỉ là một trò ảo ảnh ánh sáng, hay là một điều thực sự thần thánh? Chúa Giê-xu trong vinh quang rực rỡ của Ngài và một thiên thần tráng lệ đã được nhìn thấy, bao quanh bởi một cây thánh giá sáng chói và một đám đông tụ tập quanh cảnh tượng thiên đàng này. Các thiên thần hạ xuống từ thiên đàng, tạo nên một cảnh tượng chưa từng thấy trong thế giới hiện đại. Ban đầu, có thể dễ dàng gạt bỏ những báo cáo này là phóng đại, báng bổ, hoặc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng các bức ảnh và video được chụp bởi các nhân chứng tại hiện trường đã xác nhận tính xác thực của sự kiện. Chúa Giê-xu, vua vinh quang, và một đoàn thiên thần đã xuất hiện trên trời, mang lại một cảm giác kỳ diệu và phấn khích sâu sắc giữa cuộc xung đột đang diễn ra. Hiện tượng thiên đàng này đặt ra nhiều câu hỏi. Sự thăm viếng phi thường này biểu tượng cho điều gì? Tại sao Jerusalem lại được chọn làm bối cảnh cho sự kiện kỳ diệu này trong tất cả các thành phố trên thế giới? Kinh Thánh nhắc đến những dấu hiệu và kỳ công xuất hiện trước lần tái lâm thứ hai của Chúa Kitô. Sự kiện này có thể được giải thích như là sự hoàn thành của những lời tiên tri Kinh Thánh đề cập đến việc xuất hiện của những dấu hiệu lớn trên trời. Chúng ta có đang chứng kiến sự khởi đầu của một chương mới trong thời kỳ tận thế, nơi kẻ chống Chúa Kitô sẽ tự lộ diện và trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác đang đến gần. Cư dân Jerusalem, cả tín đồ và những người hoài nghi đều đứng trước một bí ẩn thiên đàng. Những con đường lịch sử từng chứng kiến bước chân của các tiên tri và tông đồ giờ đây rung chuyển với những cuộc tranh luận sôi nổi và những lý thuyết khác nhau. Sự kiện này được đánh dấu bằng sự xuất hiện của Chúa Giê-xu và các thiên thần của Ngài, có thể là dấu hiệu báo trước cho những thời khắc tiên tri và quan trọng. Trong khi thế giới theo dõi với một sự pha trộn giữa sợ hãi và kinh ngạc, sự hiện diện thần thánh tại Jerusalem mời gọi chúng ta suy ngẫm sâu sắc. Dấu hiệu thiên đàng này, giữa bối cảnh bất ổn và xung đột, nhắc nhở chúng ta về quyền năng tối thượng và sự can thiệp thần thánh. Jerusalem, trái tim tâm linh của Israel, đã trở thành sân khấu cho một sự mặc khải thần thánh, khơi dậy trong tất cả chúng ta sự suy ngẫm về vai trò của mình trong câu chuyện vĩ đại của Kinh Thánh. Hãy chuẩn bị để đắm mình trong một bí ẩn thách thức sự hiểu biết của con người và chạm đến trái tim của đức tin. Những gì bạn sắp khám phá có thể biến đổi thế giới quan của bạn và củng cố niềm tin vào các thiết kế của Thiên Chúa. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để khám phá những bí mật thiên đàng và hiểu được ý nghĩa thực sự của sự hiện diện thần thánh này. Những người đầu tiên chứng kiến tầm nhìn kinh ngạc này là một nhóm các khách hành hương sùng đạo. Ngay khi họ nhìn thấy hình tượng, tâm trí họ ngay lập tức nghĩ đến Chúa Giê-xu, vì hình ảnh đó tương ứng một cách trung thực với những mô tả truyền thống và những câu chuyện thánh thiêng mà họ đã từng nghe. Với mái tóc dài và khuôn mặt điềm tĩnh, hình tượng toát lên một sự hiện diện thần thánh. Bộ râu dài và đôi mắt sắc sảo của Ngài đã tạo nên một khung cảnh kỳ diệu với hình tượng sáng rực từ bên trong. Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt đối với những người có mặt và việc chứng kiến sự kiện này tại Jerusalem.
một thành phố thấm đẫm lịch sử kinh thánh, đã làm tăng thêm sự tác động của trải nghiệm. Nhưng tầm nhìn không chỉ giới hạn ở hình tượng của Chúa Giê-xu. Bên cạnh Ngài, các thiên thần sáng ngời cũng hiện diện, tỏa ra ánh sáng thiên đàng thuần khiết. Đôi cánh của họ phản chiếu những tia nắng mặt trời, làm tăng thêm sự lộng lẫy của khung cảnh. Dường như thiên đàng đã hạ xuống trần gian, tạo nên một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời. Những người có mặt đều bị choáng ngợp bởi sự hạnh phúc và kinh ngạc khi khung cảnh phi thường này mở ra trước mắt họ. Nhiều người không thể kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc, trong khi những người khác lặng lẽ cầu nguyện, biết ơn sâu sắc vì đã được chứng kiến một phép lạ vĩ đại như vậy. Tin tức về khung cảnh này lan truyền như cháy rừng và chẳng mấy chốc, ai cũng muốn tự mình chứng kiến. Đám đông bắt đầu tụ tập tại núi Ô Liu, biến nơi này thành một điểm gặp gỡ tràn đầy sự mong đợi và tôn kính. Mạng xã hội đầy ắp những người chia sẻ trải nghiệm của họ và những bức ảnh về hiện tượng này. Một số hình ảnh bị mờ do sự phấn khích và tốc độ mà chúng được chụp, nhưng những hình ảnh khác lại rõ ràng, ghi lại mọi chi tiết của các hình tượng và thiên thần. Những ghi chép hình ảnh này chỉ làm tăng thêm tính xác thực của sự kiện, khiến ngày càng có nhiều người tin vào những gì họ đã nghe. Sự kiện kỳ diệu này tại Jerusalem đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhắc nhở tất cả mọi người về những lời tiên tri trong Kinh Thánh về các dấu hiệu sẽ xuất hiện trước lần tái lâm thứ hai của Chúa Kitô. Kinh Thánh nhắc đến việc sẽ có những dấu hiệu và kỳ công trên bầu trời, và sự xuất hiện này dường như là một sự hoàn thành trực tiếp của những lời tiên tri đó. Điều này có ý nghĩa gì đối với thế giới hiện đại? Chúng ta có đang chứng kiến sự mở đầu cho những sự kiện tận thế không? Trong khi thế giới dõi theo với sự pha trộn giữa sợ hãi và kinh ngạc, sự hiện diện thần thánh tại Jerusalem mời gọi chúng ta suy ngẫm sâu sắc về đức tin của mình và vị trí của mình trong kế hoạch thần thánh. Dấu hiệu thiên đàng này xuất hiện trong thời kỳ bất ổn và xung đột là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về quyền năng tối thượng và sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Jerusalem, trái tim tâm linh của Israel, đã trở thành trung tâm của một sự mặc khải thần thánh, khơi dậy trong tất cả chúng ta suy ngẫm về vai trò của mình trong câu chuyện lớn lao của Kinh Thánh. Hiện tượng thiên đàng này không phải là mới đối với Jerusalem, vì những cảnh tượng tương tự đã được ghi nhận trên bầu trời Israel vào năm 2016 và 2023. Cho dù là ban ngày hay ban đêm, những người tin Chúa tại Jerusalem luôn hy vọng nhìn thấy ánh sáng thần thánh khi Chúa Giê-xu và các thiên thần giáng trần. Sự kiện gần đây trên núi Ô Liu không thể không được chú ý bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng trên khắp thế giới. Trong khi một số người kiên quyết tin vào phép lạ, những người khác lại tìm kiếm thêm bằng chứng trước khi lên tiếng. Trong khi đó, các nhà chức trách và các nhà khoa học đang bận rộn cố gắng hiểu chính xác điều gì đã xảy ra. Phản ứng đối với sự kiện này rất đa dạng trong số những người chứng kiến. Nhiều người chấp nhận tầm nhìn mà không chút nghi ngờ, coi đó là sự xác nhận cho đức tin của họ, trong khi những người khác yêu cầu thêm bằng chứng trước khi tin tưởng. Đã có những cuộc tranh luận thần học sôi nổi với các học giả và lãnh đạo tôn giáo cố gắng giải thích ý nghĩa và hậu quả của phép lạ này. Chúa Giê-xu đã hứa sẽ trở lại trái đất một ngày nào đó trước khi Ngài thăng thiên, và sự trở lại này đã được chờ đợi suốt bao thế hệ, được coi là thời điểm của niềm vui và sự chào đón to lớn. Theo Kinh Thánh, ngày Chúa Giê-xu trở lại sẽ là một sự kiện hoành tráng và đầy kịch tính, nơi Ngài sẽ đến trong quyền năng và vinh quang, được bao quanh bởi các thiên thần. Sự kiện gần đây tại Jerusalem đã khiến nhiều người tự hỏi liệu chúng ta có đang tiến gần đến ngày hứa hẹn đó không? Hình ảnh Chúa Giê-xu và các thiên thần từ trời giáng xuống làm gợi nhớ đến những lời trong phúc âm về lần tái lâm của Đấng Mê-si-a, khi Ngài sẽ xuất hiện trên những đám mây với quyền năng và uy nghi vĩ đại. Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giê-xu trở lại, sẽ có những dấu hiệu trên trời và dưới đất.
Sự kiện này tại núi Ô Liu có thể được coi là một trong những dấu hiệu đó, một điểm báo trước về những điều sẽ đến. Đối với các tín hữu, đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự gần kề của Vương quốc Thiên Chúa và là một lời kêu gọi chuẩn bị tinh thần. Hình ảnh các thiên thần bên cạnh Chúa Giê-xu củng cố lời hứa trong Kinh Thánh rằng Ngài sẽ không trở lại một mình mà sẽ đi cùng với các sinh vật thiên đàng, mang theo công lý thiêng liêng và sự cứu rỗi đã hứa. Trong khi đó, mạng xã hội và truyền thông tràn ngập những câu chuyện và hình ảnh về sự kiện này, được chia sẻ bởi những người may mắn chứng kiến hiện tượng. Các bức ảnh và video ghi lại bản chất của khoảnh khắc, cho thấy hình ảnh rực rỡ của Chúa Giê-xu và các thiên thần, thổi bùng niềm tin của nhiều người và khơi dậy sự tò mò ở những người khác. Sự kiện kỳ diệu này tại Jerusalem chạm đến trái tim của nhiều người, khơi lại hy vọng và mong đợi cho sự trở lại của Chúa Kitô. Đó là một lời nhắc nhở về quyền năng và sự can thiệp thiêng liêng trong lịch sử loài người, và là một lời mời gọi suy ngẫm sâu sắc về đức tin của chúng ta và vị trí của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Jerusalem, trung tâm tâm linh của Israel, một lần nữa trở thành nơi diễn ra sự mặc khải thần thánh, thúc giục tất cả chúng ta suy ngẫm về vai trò của mình trong câu chuyện lớn lao của Kinh Thánh. Hãy chuẩn bị để khám phá một bí ẩn vượt qua sự hiểu biết của con người và củng cố đức tin. Những gì bạn sắp khám phá có thể thay đổi thế giới quan của bạn và làm sâu sắc thêm niềm tin vào kế hoạch của Thiên Chúa. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để khám phá những bí mật của thiên đàng và hiểu rõ ý nghĩa thực sự của sự xuất hiện thiêng liêng này. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu Ki-tô và các thiên thần đã tạo nên những làn sóng chấn động qua thời gian và không gian. Thật đáng kinh ngạc khi sự hiện diện thiêng liêng này diễn ra trong thời điểm xung đột căng thẳng tại Israel. Hãy tiếp tục theo dõi khi chúng ta khám phá tầm quan trọng của sự hiện diện này và chuỗi sự kiện diễn ra sau đó. Trong bối cảnh này, sự xuất hiện của Chúa Giê-xu và các thiên thần càng làm tăng thêm sự phức tạp và chiều sâu của sự kiện. Đối với các tín hữu, thị kiến này không chỉ là một dấu hiệu từ trời mà còn là một thông điệp trực tiếp từ Thiên Chúa trong những thời điểm đầy biến động. Khi chúng ta khám phá tác động của thị kiến này, điều quan trọng là phải suy ngẫm về cách Kinh Thánh chuẩn bị cho chúng ta cho những sự hiện diện như vậy. Kinh Thánh nói về những dấu hiệu trên trời và dưới đất trước khi Chúa Kitô trở lại. Sự kiện này tại Jerusalem có thể được coi là sự hoàn thành của những lời tiên tri đó, một lời kêu gọi nhân loại quay về với Thiên Chúa và chuẩn bị cho những điều sắp đến. Phản ứng với sự kiện này rất đa dạng. Một số người chấp nhận thị kiến mà không chút nghi ngờ, coi đó là sự xác nhận cho đức tin của họ, trong khi những người khác yêu cầu thêm bằng chứng trước khi tin tưởng. Đã có những cuộc tranh luận thần học sôi nổi khi các lãnh đạo tôn giáo và các học giả cố gắng giải thích ý nghĩa và hậu quả của phép lạ này. Sự kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới đầy bất định và xung đột. Trong khi đó, tin tức về sự xuất hiện này lan nhanh, với những người chứng kiến chia sẻ trải nghiệm của họ trên mạng xã hội và trong các phương tiện truyền thông. Các bức ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cho thấy Chúa Giê-xu và các thiên thần với những chi tiết tuyệt đẹp, làm tăng niềm tin của nhiều người và khơi dậy sự tò mò ở những người khác. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu Ki-tô và các thiên thần tại Jerusalem là một lời kêu gọi suy ngẫm và chuẩn bị tinh thần. Jerusalem, trái tim tâm linh của Israel, một lần nữa trở thành bối cảnh cho một sự mặc khải thần thánh, thúc giục tất cả chúng ta suy ngẫm về vai trò của mình trong câu chuyện lớn lao của Kinh Thánh. Sự kiện kỳ diệu này chạm đến trái tim của nhiều người, khơi lại hy vọng và mong đợi cho sự trở lại của Chúa Kitô. Hãy chuẩn bị để khám phá một bí ẩn vượt qua sự hiểu biết của con người và củng cố đức tin. Những gì bạn sắp khám phá có thể thay đổi thế giới quan của bạn và làm sâu sắc thêm niềm tin vào kế hoạch của Thiên Chúa.
cuộc tranh cãi về các địa điểm tôn giáo của Jerusalem đã châm ngòi cho xung đột giữa ba tôn giáo độc thần lớn, dẫn đến vô số cuộc chiến tranh, nổi loạn và căng thẳng ngoại giao trong suốt lịch sử. Thành phố thánh này là một điểm thờ phượng trung tâm đối với người Do Thái, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, và mỗi nhóm đều gán cho nó ý nghĩa sâu sắc đối với các địa điểm lịch sử của mình. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi về Jerusalem vẫn còn bao phủ bởi sự không chắc chắn, với các vấn đề lịch sử, khảo cổ học và địa lý vẫn chưa được giải quyết. Jerusalem đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử, nhưng các hồ sơ lịch sử về thành phố này rất khan hiếm và các mô tả trong các nguồn tài liệu thường thiếu chính xác. Sự xóa bỏ lịch sử này là một phản ánh của các cuộc chiến tâm linh vượt qua thời gian và không gian như đã được mô tả trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Jerusalem không chỉ là một địa điểm vật lý mà còn là một biểu tượng của giao ước giữa Thiên Chúa với dân người và hy vọng về sự cứu chuộc và hòa bình. Việc hủy diệt có chủ đích các bằng chứng lịch sử không chỉ đe dọa đến sự hiểu biết về di sản tôn giáo mà còn thách thức đức tin của các tín hữu. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chân lý thiêng liêng không thể bị dập tắt mãi mãi. Thiên Chúa sẽ bảo vệ dân người và những nơi thánh của người, và công lý thiêng liêng sẽ chiến thắng cuối cùng. Khó khăn trong việc khai quật hệ thống tại Jerusalem do sự chiếm đóng liên tục của thành phố phản ánh những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc tìm kiếm sự thật lịch sử. Mỗi lớp đất trong thành phố chứa đựng một chương của câu chuyện Kinh Thánh, một mảnh ghép của bức tranh tinh thần định hình nên bản sắc tôn giáo của hàng tỷ người trên khắp thế giới. Tầm quan trọng của Jerusalem trong lịch sử và đức tin không thể được nhấn mạnh đủ. Đây là một thành phố nơi thiên đường chạm đến trái đất, nơi các sự kiện kinh thánh trở nên sống động và nơi các lời hứa của Thiên Chúa được thể hiện. Cuộc đấu tranh để bảo tồn di sản này cuối cùng là một cuộc đấu tranh cho sự thật, đức tin và ký ức tập thể của các thế hệ. Hãy chuẩn bị để khám phá những bí ẩn sâu sắc của Jerusalem, tìm hiểu những phức tạp về lịch sử và tinh thần của nó, và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn về ý nghĩa vĩnh cửu của thành phố thánh này. Những gì bạn sắp khám phá có thể thay đổi thế giới quan của bạn và củng cố đức tin của bạn vào kế hoạch của Thiên Chúa. Việc tích tụ các đống đổ nát do sự phá hủy định kỳ trong suốt lịch sử đã khiến chúng ta khó có thể hiểu đầy đủ về các sự kiện lịch sử phức tạp của Jerusalem. Thiếu sự khai quật khảo cổ quan trọng trong thành phố một phần là do sự hiểu lầm về các sự kiện lịch sử. Một phần là do môi trường khắc nghiệt mà thành phố đã phải chịu đựng, khiến việc khám phá khảo cổ trở nên khó khăn. Sự chồng chéo của ba tôn giáo độc thần, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, cùng với các nhạy cảm địa phương của các truyền thống tôn giáo khác nhau càng làm phức tạp thêm công tác khai quật. Những áp lực này đặc biệt căng thẳng ở Jerusalem. Các cuộc khai quật của các nhà khảo cổ học Israel tại các khu vực Do Thái quanh thành phố cổ đã bị một số người coi là nỗ lực có chủ đích nhằm nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử của người Do Thái, thường là gây thiệt hại cho các tôn giáo khác. Cuộc tranh cãi về quyền sở hữu vùng đất thánh tiếp tục là một vấn đề đầy cảm xúc và gây chia rẽ. Trong những năm gần đây, các địa điểm như mái vòm đá, núi Ô Liu và núi Đền đã trở thành nơi xảy ra bạo lực, hận thù và sự không khoan dung. Cuộc xung đột giữa người Palestine và người Israel đã dẫn đến sự phá hủy nhiều địa điểm tôn giáo và khảo cổ, minh chứng cho sự căng thẳng kéo dài trong khu vực. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Jerusalem là biểu tượng vĩnh cửu của giao ước giữa Thiên Chúa với dân người. Tuy nhiên, sự tranh chấp về các truyền thống tôn giáo và quyền sở hữu vùng đất thánh phản ánh một cuộc đấu tranh đang tiếp diễn, vượt qua lịch sử và chạm đến tâm điểm của đức tin. Kinh Thánh đề cập rằng Jerusalem sẽ là một chiếc cốc gây chóng mặt cho tất cả các quốc gia xung quanh, và các sự kiện đương đại dường như vọng lại lời tiên tri này. Mặc dù có những khó khăn, tầm quan trọng của Jerusalem trong bối cảnh Kinh Thánh không thể bị đánh giá thấp.
đó là một thành phố nơi thiên đường chạm đến trái đất, nơi xảy ra những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và nơi các lời hứa của Thiên Chúa được thể hiện. Việc bảo tồn di sản lịch sử và tinh thần của Jerusalem là cần thiết, không chỉ để hiểu về quá khứ mà còn để giữ vững đức tin và hy vọng cho tương lai. Sự căng thẳng giữa việc bảo tồn khảo cổ và các nhạy cảm tôn giáo đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng và tôn trọng. Kinh Thánh dạy chúng ta tìm kiếm hòa bình và hòa giải, và tầm quan trọng của Jerusalem như một nơi tụ họp tâm linh cho người Do Thái, Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo cần được tôn trọng. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho Jerusalem và cho toàn thể nhân loại, một kế hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian hoàn hảo của Người. Hãy chuẩn bị để khám phá những bí ẩn của Jerusalem, hiểu rõ sự phức tạp của lịch sử của nó và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn về ý nghĩa tinh thần vĩnh cửu của thành phố thánh này. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con của Cha, Cha yêu con, tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ, tình yêu của Cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để Cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt, hãy đến với Cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về Cha, đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay Cha. Hãy giữ vững những gì Cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần Cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì Cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ Cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, Cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi Cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ Cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà Cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì Cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến, và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào Cha một lần nữa và Cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của Cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của Cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy Cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì Cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên Cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì Cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của Cha. Đây là nơi Cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác,
tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe cha bây giờ và tin vào lời của cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào cha và cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với cha. Hãy nói chuyện với cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của cha, hãy đón nhận lời cha để con có thể biết cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng cha đang ở đây. Cha thì thầm qua thánh linh của cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng cha trong cuộc đua này và cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó, con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con, ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày, mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha, cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha. Mở trái và nghe tiếng của cha, mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên, biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe, đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, con có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế.
hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ. Đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công, con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất,
linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào? Cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao? Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của cha qua linh hồn của cha. Bàn tay của cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của cha. Hãy hỏi và cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được. Càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ. Lợi ích của cả thế giới và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con. Của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn.
mục đích của cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm cha, con sẽ tìm thấy cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt, lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần cha, hãy lại gần cha. Cha muốn biết con nhiều hơn, cha muốn con trải nghiệm sự thật của cha, trải nghiệm sức mạnh của cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận cha, con lắng nghe cha và con chờ đợi cha khi cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con trút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng cha không bao giờ nói dối và cha không do dự ban phước cho con mỗi khi cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của cha, con đã theo sự dẫn dắt của cha, con đã lắng nghe những bài học của cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mở mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của cha đã quyết định, tập trung vào điều này, cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm, để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con, tình yêu vĩ đại của cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi.
Cha có thể thấy ngọn lửa Cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm Cha. Con đã chọn mang lời của Cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của Cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là Cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.